Hello, chào bạn, chào mừng các bạn đến với hệ thống Nam OK số là 0932052893, chuyên cấp những dòng sản phẩm thuốc kích dục ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái dòng thuốc kích dục đến từ Mỹ có tên gọi là Set Filter. Thì các bạn nhìn vô thì các bạn cũng có thể biết là cái dòng sản phẩm thuốc kích dục này nó là có cái dùng dạng nước này, trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Một chai thì sử dụng được 2 lần. Khi bạn sử dụng những cái dòng sản phẩm thuốc kích dục này như thế này, các bạn có thể sử dụng một cách kín đáo, và khi các bạn dùng thì các bạn có thể pha trực tiếp vào nước khoảng 200 ml nước, bất kể nước gì nha các bạn, nước ép, nước ngọt, nước trái cây, trà sữa gì cũng được ha. Thì khi mà người phụ nữ uống vào thì họ sẽ bị kích dục sau khoảng 10 đến 15 phút, và các bạn phải cho người phụ nữ uống đầy đủ liều lượng vào khoảng nửa chai này nha các bạn. Thì người phụ nữ mới bị kích dục, và khi mà kích dục thì họ sẽ có những cái dấu hiệu như là tim đập nhanh nè, mặt đỏ ửng nè, lời nói gấp gáp nè, hơi thở dồn dập nè, đó là những cái dấu hiệu cơ bản cho thấy người phụ nữ đã bị kích dục. Thì các bạn có thể chủ động gạ tình và tiến đến cái phần quan hệ ha. Thì khi bạn sử dụng cái thuốc kích dục này, thứ nhất là các bạn có thể pha trực tiếp vào nước nè. Thứ hai là khi bạn sử dụng á, người phụ nữ đã bị kích dục rồi, các bạn phải nhận biết những cái dấu hiệu cho thấy người phụ nữ bị kích dục và phải chủ động gạ tình để cho người phụ nữ khó kiềm chế và chủ động hơn trong việc quan hệ nha các bạn. Thì đối với dòng sản phẩm thuốc kích dục nè, Set Filter này được rất là nhiều bạn nam giới sử dụng. Thứ nhất là nó trong suốt, không màu, không mùi, không vị, có thể sử dụng một cách kín đáo, khó phát hiện. Thứ hai là nó rất là hiệu quả. Đây là cái dòng sản phẩm bằng nước nên nó sẽ hiệu quả hơn so với những cái dòng sản phẩm nước hoa ha. Sử dụng cực kỳ là hiệu quả luôn. Thứ ba là nó có một cái giá thành cực kỳ hợp lý. Các bạn liên hệ bên mình Nam OK số là 0932052893 để đặt hàng nha. Thì cái dòng sản phẩm thuốc kích dục này khi bạn sử dụng á, thì nó sẽ cực kỳ là an toàn, bởi vì khi mà sử dụng xong, người phụ nữ sẽ trở lại cái trạng thái bình thường sau khoảng 1 tiếng, hoặc là trong quá trình quan hệ xong thì các bạn cơ thể người phụ nữ sẽ trở lại trạng thái bình thường. Thì công dụng chính của Set Filter này nó sẽ là tăng cái ham muốn tình dục của người phụ nữ, giúp cho chị em phụ nữ cảm thấy hormone nao rạo rực, lấy lại cái cảm hứng ham muốn tình dục nhiều hơn ha, trong quá trình quan hệ sẽ chủ động hơn và quan hệ sung hơn. Đó chính là cái công dụng chính của Set Filter này, sử dụng trong mấy trường hợp mà chị em phụ nữ bị lạnh cảm nè, không có hứng thú đối với chuyện tình dục, không có muốn quan hệ tình dục, thì các bạn có thể sử dụng cái Set Filter này. Các bạn sử dụng từ 1 đến 2 lần là chị em phụ nữ có thể lấy lại được cái ham muốn tình dục, và những lần tiếp theo là các bạn không cần sử dụng thuốc kích dục nữa mà chị em vẫn chủ động trong quá trình quan hệ ha. Thì hôm nay Nam OK xin giới thiệu thêm cho bạn về một cái dòng giúp kéo dài thời gian quan hệ, chống xuất tinh sớm, có tên gọi là Rocomixray. Thì đối với Rocomixray này thì nó sẽ hỗ trợ các bạn nam giới quan hệ rất là lâu ha. Đây là cái dòng sản phẩm đến từ Đức, nó giúp các bạn kéo dài thời gian quan hệ từ 15 phút đến 30 phút, rất là hiệu quả. Bởi vì cái thành phần lidocaine, các bạn xịt trực tiếp lên đầu nhân vật, nó sẽ làm giảm bớt các cảm giác của cái dây thần kinh của dương vật đi, và nó sẽ giúp các bạn nam giới kéo dài cái thời gian quan hệ lâu ra, chống cái cảm giác xuất tinh sớm đó, thì nó cực kỳ là hiệu quả ha. Và khi mà sử dụng á, thì các bạn xịt trực tiếp đầu dương vật luôn nên đảm bảo cái hiệu quả cho các bạn, ngay cả lần đầu tiên sử dụng thì các bạn cũng có thể dễ dàng quan hệ trên 15 phút ha. Cách sử dụng cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần massage dây vật là cứng cứng lên, dùng cho xịt lắc đều này, mình xịt lên đầu phần đầu dương vật khoảng từ 2 đến 3 hơi, dùng tay massage thuốc thấm vào đầu dương vật. Khi thuốc đã thấm vào đầu dương vật rồi thì các bạn có thể tự tin quan hệ lâu ra bình thường ha, từ 15 phút đến 30 phút. Sở dĩ cái dòng sản phẩm này hiệu quả như vậy bởi vì cái dòng sản phẩm này nó có cái thành phần là lidocaine các bạn. Lidocaine là một chất được sử dụng rộng rãi trong y tế. Khi bạn xịt lên đầu dương vật, nó sẽ gây ra cảm giác là hơi tê nhẹ này, và làm giảm bớt cái cảm giác của cái đầu dây thần kinh ở dương vật đi, và từ đó là giúp các bạn quan hệ lâu ra. Thì sản phẩm này được nghiên cứu rất là phù hợp cho các bạn nam giới bị xuất tinh sớm này, thời gian quan hệ quá ngắn, hay là đang có thời gian quan hệ bình thường mà vẫn chưa đủ thỏa mãn đáp ứng được cái nhu cầu của bạn gái, người yêu, thì các bạn có thể sử dụng cái dịch vụ của Mercury này hỗ trợ quan hệ lâu ra hơn. Chúc các bạn nam giới làm chủ được cái thời gian quan hệ ha. Thì dịch vụ của Mercury này sử dụng cực kỳ là an toàn và
các bạn nam giới, từ các bạn mới lớn cho đến các bác trung niên lớn tuổi thì đều có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này. Một chai 15 ml sử dụng được khoảng từ 20 đến 25 lần quan hệ. Hãy liên hệ ngay số line 0932 052 893 nếu các bạn đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm bên mình. Bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ thời tình cho bạn. Ngoài ra nếu các bạn đặt hàng, bên mình giao hàng toàn quốc trong vòng 3 ngày. Mọi thông tin đảm bảo bảo mật và giao hàng là tuyệt đối kín đáo này, an toàn này, bảo mật thông tin khách hàng. Các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.